Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, thì ông bà cô chú anh chị ơi, hôm nay thì cả đội của Trang sẽ chuyển nhà xuống cho anh Khánh. Thì sáng có chú Chính nè, anh Cơi nè với mấy chú nữa đang làm nền tráng xi măng cho anh Khánh ông bà cô chú. Thì lúc trước thì Trang có chia sẻ video là bên đội Trang chỉ làm nhà thôi, không có nền. Nhưng mà có một nhà hảo tâm đó là chú Cường với cô Văn thì có gửi về cho Trang đó là 5 triệu để mà Trang tráng xi măng nền cho nó sạch đó ông bà cô chú. Trang cũng rất là cảm ơn vì cô với chú luôn đã hỗ trợ phần tráng nền. Thì nếu mà có tráng nền rồi thì Trang dựng nhà nó rất là dễ. Còn nếu như không có tráng nền đó, mình dựng nhà đất á, nó rất là khó khăn luôn. Đi về giao nhà hôm nay thì có một cái ghe tràm đi chở tràm ngang đây á, thì sẵn kiến đi về, cho nên cả đội sẽ gửi nhà cho cái ghe tràm đó. Và bây giờ anh Lưng với lại anh Nghi còn có hai người thôi ở nhà đang giao nhà. Thì Trang gọi lại mời ông bà cô chú anh chị lại giao nhà cùng với Trang nha. Anh Nhi cũng đang làm cửa nè ông bà cô chú. Cửa thì làm cửa đó là làm cửa, mình làm cửa kẽm nè, cửa sổ, cửa kẽm chưa có vô được nữa. Qua đây nè, qua đây nè em Như ơi. Nè anh Lưng làm mà em Như sẽ là người chia sẻ video. Ghê chưa? Quá mạnh dữ, quá dữ. Trời kẽm mà dắt cây thôi. Phải vậy? Em cũng phụ luôn nè. Nặng quá. Nặng quá, dắt không nổi thì kéo. Này nặng quá à. Ừ, bỏ góc cậu chân rồi. Cột này nặng quá à. Thôi em thấy em chuyện này cho dễ nè. Đúng rồi, em chuyện cho. Thục quá. Anh coi chừng em xỏ vô đó, sao có đậu ánh á. Anh có cái ghe này mình chở cây yên quá ha. Ừ. Mỗi mốt là xin ghe luôn. Xin ghe. Xin ghe luôn. Không ai chạy đâu. Em chạy. Thôi. Không, cái máy dầu này em chạy được mà. Ai quay đi em chạy. Bà cô chú ơi. Ấy dạ. Hết cái đống cây này luôn nè. Chú Chính sạn rồi đó. Cột kìa anh. Được chưa? Cái cột mà hai người riêng luôn đó. Là nhẹ quá là gì đó em ơi. Ở này sao xuống sao đi. Em dở lên nghe. Cây nặng. Coi chừng xà lan hút anh đó. Anh yên tâm đi em. Em sẽ chừa cho anh sống mà.
Rồi đi 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 đi. Cái này là cây đem đón cái này cái gì nha? Cây này là cây đồng tai. Nam mô Di Đà Phật. Em chọc quanh thôi chứ cây đồng tai có 5 mét rồi đúng không? 4 mét. 4 mét à? Nói ra sợ ông bà cô chú cười chứ làm biết bao nhiêu cái nhà mà không phân biệt được cái nào là cây đồng tai, cái nào là cây xiên ngang. Nói chứ chọc cười cho vui chứ. Cây này là cây cục cái nè. Nè anh yêu, yêu thôi chứ không biết đi tới đâu nè nha, lỗ đâu. Cổ lên nè. Tôi ốm yếu nhỏ xíu à. Xíu à anh. Mày cho cố vô. Bởi tôi biết bữa nay cho cây nó, các nhà nó tôi bắt nó đi luôn rồi. Vậy hả? Ừ. Đang làm nền chung. Đang làm nền của anh chung á. Cũng mấy 50 tuổi rồi đó mà không ra cái gì chứ. Tại người ta bị khờ mà. Dạ. Sao anh? Xe cái lùm đó lâu lắm rồi đó. Lùm ở đậu đó, ở đỡ đó phải không? Nghe nói là 2 năm rồi đó anh ơi. Mà chưa có ai cắt cho đó. Có chỗ thờ cha mẹ cũng không có nữa. Bởi vì tội nghiệp. Có bàn thờ quý lắm nha. Tuy là không có thông minh như người bình thường nhưng mà cũng quý lắm nha. Trời, lấy bàn thờ, lấy đồ che, tủ đồ lại cũng dữ lắm mà. Ai mà khóc ăn. Qua chú Chính Dừa. Chú Chính Dừa. Nhóm cây chưa nè. Chú Chính. Chú Chính Dừa nói với em là đem hết này nè. Dạ. Cái này giống như chở của gì kỳ quá. Qua chú Chính Dừa giao em rồi cái này nè. Một cái nhà cây nó biết bao nhiêu cây mà nói, nội tiền cưa cây không là bạc triệu không đó chứ đâu rẻ đâu. Hôm qua cưa cây chưa trả tiền nữa kìa. Giờ cưa cây mắc đó chứ đâu phải rẻ đâu. Cái này gì? Nhà gì? Bây giờ 29/21 là bữa mùng 1 mà giao nhà nổi. Anh đốt đèn mà ban đêm anh. Cảm ơn mấy anh nhiều chứ còn không thôi á là anh Nhi với anh Lương không biết giác chừng nào mới giao khỏi đủ cái nhà đó. Quay đằng này cho tổng có lên truyền hình nên nó có vợ luôn coi. Dạ. Dạ. Từ cũng gọi cái gì đó. Công an bắt chiếc xe rồi. Dạ. Ôi được rồi, đừng có lấy cây nữa, nữa hai cột cái luôn đi. Ôi, đều quá, nó chết.
Ngon không? Tôm bốn với em mà. Con này lại ở tới chết chưa hơn nữa. Chưa cách nhà mà ở tới chết rồi. Tiễn Phật là tiễn cái đầy mưa hả? Nó tới đây nên bỏ. Nửa chừng ta không có tính chứ gì nữa, tôi không tính làm đó đó. Tôi chung đánh linh thiết là tôi để lại cho vợ con đi, tôi đi làm mấy này à. Bữa nay may mắn quá ông bà cô chú ơi, bữa nay có 4 người thật. 4 người mà chia hai chỗ rồi. Đội bữa nay còn có 4 người rồi. Anh Nhi nè, anh Lưng nè, chú Chính Dừa với anh Kê. Thì anh Kê với Chính Dừa chia nhau đang tráng nền xi măng cho anh Khánh ở dưới. Còn ở trên đây hai người, sáng giờ thì anh Nhi anh đang hàng cửa. Rồi cái không có người chuyển nhà xuống mà chuyển cây xuống ghe. Rồi cái là bữa nay đi về gặp mấy anh có gian mấy anh ghe chàm nè. Đặng mà chuyển nhà xưa anh ghe chàm anh đi ngang á, mình kêu ghe lại á, cũng quen á. Trời ơi, anh chuyển nhà tiếp mừng quá chừng, chứ còn không anh Lưng với anh Nhi chuyển biết chừng nào mới xong. Dạ mà chuyển cái búa lại mà chạy ra nhà bố của đứa luôn ngang. Về cái búa rồi hỏi nó xuống nó tiền nha toàn không đại dụng luôn anh ơi. Em nói anh nghe nè, mà không cắt nhà nó cho nhà cây không chịu, anh biết sao em đi lại xin hai cột điện bắt cầu á để cắt nhà. Em nói với anh cười muốn xỉu luôn á, cắt nhà mà đòi hai cột điện á. Ông nói đi lại xin hai cột điện nó về cắt nhà chỗ này. Đó giờ đó giờ mới nghe em đi cắt nhà mà xin hai cục điện cắt đi cho chắc. Ý là ông bị sập mấy lần rồi đó, ông sợ á cái làm cầu đó. Mới sập đó chưa có tiền cắt nữa đó, nó đỏ thiệt của ông. Phải không mấy chú ơi, ghé tay ăn trái cây uống nước đi mấy chú ơi. Chú ơi mấy, cô chú anh chị ơi, em xách sáu ly nước mía vô đây em muốn xỉu rồi nè, khỏi mặn gì cho em cũng xỉu trước nữa. Ông bà cô chú ơi, bây giờ thì hồi nãy chen ở nhà chờ vận chuyển nhà của anh Khánh xuống thì bây giờ đang vô tới làm nền. Ông bà cô chú anh chị, nhà có 4 quân à, giờ đi vô đây 2 quân rồi, trong đây có mấy chú mấy anh ở đây phụ nè, bà con ở sớm này quá, chắc mấy chú này ngại quá, để chen đi lên xách lại nước mía kia mấy chú uống. Chú anh chứ không biết kêu làm sao thì chú thì anh luôn đi, phải vậy chú anh luôn chứ sao giờ. Nghỉ tay uống nước trước đi, đang quá căng chơi dây luôn vậy. Nghỉ tay uống nước ăn ăn chuối đâu đi chú. Nè uống nước nghỉ đi. Uống nước đi chú trên. Ăn rau củ quả đi mấy chú ơi. Mình làm đi, đốt đèn mình làm sao gì. Ờ cái này dựng rồi mới cán luôn đi, dựng rồi cái qua buổi sau cán. Thôi mình cán luôn đi. Tối mình về. Đáng à, đâu kịp đâu. Còn cái nạn này cho mà dùng cho đây nữa chứ cần hồi chạy ra nè.
Trời uống nước đi. Thả cây mà ta. Thả cây qua thợ hồ để khỏe. Trời bữa nay ghê ta. Lu bu quá trên. Đâu em làm cho anh đi ra coi. Làm đi. Đó, thấy chưa? Em thấy anh chơi là gì nè? Quậy cái chơi ơi. Xay luôn. Xay luôn. Thấy ghê không? Anh chú nhà anh nói xay gan luôn còn đồ gì nữa kìa. Mẹ nó là trời. Lộn mày gạch, cũng gạch đứng nữa. Úp vô. Ba dữ lắm hả nô. Tiền giấy tư anh ơi, 3.990.000. Tại vì cái to là để anh Khánh nè, chứ đâu có để Trang đâu. Rồi giờ này em này mình gà lên trên mặt hết chân luôn đi hả? Ừ, gà mặt hết luôn đi. Gà dậy đắng hết luôn đi. Thôi cô Ly ơi. Tới liền giám đốc ơi. Bảy. À, xây lên là xây này là xây cục gử. Một cục gạch với là một cục gạch thẻ. Cao hơn lộ cho nên nó cũng không có giọt mưa. Rồi cái mình cũng nữa mình tráng xi măng cao hơn nữa mà. Là bao nhiêu người đó là người ta gọi là người gì không? Cái người là người bá nạp. Tức là người nào mình cũng sống được. Không có thất nghiệp, cũng không có sợ chết đói. Dạ ông bà cô chú ơi, thì bữa nay không có người. Xong rồi mình chán xi măng mà mình chán xi măng mà mình dựng nhà thì cũng không có kịp tiến độ. Ngày mai Trang sẽ bắt đầu vô, mấy chú sẽ bắt đầu dựng nhà. Cho nên là mình chưa có chán, để lại bây giờ mình xây đi. Mình xây cho nó có những cái lấy mặt bằng để mà mới dựng cột đó. Rồi mình dựng nhà xong rồi bắt đầu mình mới chán lên. Thì xây cái này là có những chỗ mình xây một cục cử nè. Rồi bắt đầu mình sẽ chán lên, nhưng mà chán cũng phải cao hơn. Dù gì là cái nền nhà của anh làm bên đây là nó sẽ cao hơn mặt lộ rất là nhiều rồi. Mưa thì nó chảy xuống dưới rồi, nó không có chảy lên đây nữa. À, dạ ông bà cô chú ơi, thì video của Trang thì đến đây cũng xin kết thúc. Trang cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã luôn quan tâm và theo dõi Trang ha. Bắt đầu từ ngày mai thì Trang sẽ cả đội sẽ bắt tay vào dựng nhà cho anh Khánh. Với lại Trang cũng có một điều chia sẻ với ông bà. Dạ ông bà cô chú ơi, hiện tại thì cũng đã đến gần đến Trung Thu rồi. Trang có nhận được là 200 đô của em Island từ bên Mỹ hỗ trợ để mà cho Trang làm Trung Thu cho những em trường mẫu giáo, bà cô chú, là trường mầm non á. Thì Trang có một nhà hảo tâm thì gửi về làm nhà cho anh, gửi về làm nhà. Thì có gửi lộn số tiền, đó là như anh đó anh gửi 400k Canada, nhưng mà khi vô ngân hàng bên Canada thì người ta gửi cho Trang là 400 đô Mỹ, nên cái phần dư 3 triệu thì Trang không biết xử lý vô đâu, thì cho nên là Trang đang đợi thôi, đang đợi ngân hàng có thể liên hệ với Trang, nó sẽ lấy về khoản tiền đó lại. Mà nếu như không lấy thì Trang sẽ dùng 3 triệu đó để mà mua quà Trung Thu. Thì với số tiền 3 triệu đó với cùng với 200 đô của em Alan Võ thì là 7.460.000, thì cái số tiền đó Trang mới vừa đủ tiền mua lồng đèn thôi, chưa có quà để tặng cho những em gọi là những em mà vui chơi Trung Thu đó bà cô chú anh chị, giống như mình mua bánh kẹo nè để tặng cho em, cho những cái trẻ em để mà biết cái ngày Trung Thu á bà cô chú. Tại vì cái tuổi thơ á, Trang cũng rất là thích những đứa trẻ, nên Trang rất mong ông bà hỗ trợ cho Trang có số tiền để mà Trang làm cho cái buổi Trung Thu nó trọn vẹn hơn. Còn bây giờ thì Trang xin cảm ơn những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho Trang có số tiền làm cho nhà anh Khánh ạ. Trang xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, và công việc sẽ luôn luôn thuận lợi, và gia đình của mình sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau ạ. Còn bây giờ thì Trang xin chào ông bà.
hẹn ông bà ngày mai cả đội vô làm nhà cho anh Khánh nha. Chưa chưa đang ngồi chán nha. Chưa chán đâu đây nè. Chưa chưa chưa. Cát đưa đó, cát đưa đó. Vậy. Chỗ nào cái không còn mấy chỗ của chén đấy.